thưa quý vị hiện nay dịch bệnh covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp nhiều trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài vào việt nam có xét nghiệm covid-19 dương tính đặc biệt ngày 27 tháng 1 năm 2021 tại một số địa phương nước ta đã phát hiện ca lây nhiễm ra cộng đồng để chủ động công tác phòng chống kiểm soát dịch covid-19 trên địa bàn thành phố nhắc là trong thời điểm chuẩn bị đón tết nguyên đáng tăng sự 2021 Thường trực Thành ủy vừa có công văn 290 ngày 28 tháng 1 năm 2021 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, đề nghị: 1. Tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, hướng dẫn của Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo của thành phố. Nhắc lại chỉ thị số 05 ngày 28 tháng 1 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch tại địa phương. Hai, ba các sự đảng, ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo chủ động theo dõi sát tình hình diễn biến dịch bệnh trên cả nước và các chỉ đạo của Trung ương, đồng thời đánh giá các nguy cơ lây nhiễm trên địa bàn thành phố với tinh thần chủ động phòng chống dịch ở mức độ cao nhất để sẵn sàng kịp thời triển khai các phương án, biện pháp phòng chống dịch hiệu quả, kiên quyết không để dịch bệnh bùng phát trên địa bàn thành phố. Triển khai theo các phương án phòng chống dịch đã được xây dựng, củng cố các tổ Covid tại cộng đồng để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu. Ra soát, siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn, tổ chức thực hiện đầy đủ, quyết liệt hơn các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, nhắc lại yêu cầu người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K thường xuyên kiểm tra, kiểm soát những nơi có nguy cơ dễ xảy ra lây nhiễm, nhất là tại các khu vực tập trung đông người, các cơ quan, đơn vị, sân bay, các cơ sở y tế, chợ, siêu thị, phương tiện công cộng, trường học, khu công nghiệp, nhà máy, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch, thực hiện việc kiểm tra và xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định, hạn chế tổ chức các sự kiện đông người, các lễ hội, nhất là các hoạt động trước và trong dịp Tết Nguyên đáng Tân Sửu 2021 kịp thời phát hiện ca nhiễm nếu có, khẩn trương thực hiện việc truy vết, khoanh vùng, cách ly, nhập tắt ổ dịch, tổ chức ra soát, phát hiện và có biện pháp xử lý, can thiệp y tế, theo dõi sức khỏe phù hợp đối với những người đi qua hoặc đến từ vùng có dịch lưu trú trên địa bàn thành phố trong thời gian gần đây. Các lực lượng chức năng tăng cường chỉ đạo công tác kiểm soát đường bộ, đường thủy, quản lý chặt chẽ địa bàn, xuất nhập cảnh, phát hiện kịp thời không để xảy ra tình trạng nhập cảnh, vượt biên trái phép gây ra lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tại cơ sở cách ly tập trung và cách ly tại nơi lưu trú theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng tăng cường giám sát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp cách ly đối với các trường hợp nhập cảnh tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh trong khu cách ly và lây lan từ khu cách ly ra cộng đồng tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức cảnh giác tự phòng chống dịch không được chủ quan lơ là nhưng cũng bình tĩnh không hoang mang tuân thủ các hướng dẫn của các cơ quan chức năng chủ động khai báo với các cơ quan chức năng khi phát hiện trường hợp nhập cảnh trái phép 3. Ba, ban tuyên giáo thành ủy phù hợp chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về công tác phòng chống dịch. Ban dân vận thành ủy, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị xã hội các cấp, đặc biệt tại cơ sở tiếp tục phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, phát huy vai trò trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác bảo vệ, nâng cao sức khỏe của bản thân và cộng đồng. 4 giao văn phòng thành ủy chịu trách nhiệm theo dõi đôn đốc triển khai thực hiện công văn này kịp thời tổng hợp báo cáo ban thường vụ thành ủy theo dõi chỉ đạo